Xin chào quý vị và các bạn. Thì trong chuyên mục xe đã qua sử dụng ngày hôm nay, tôi xin phép được mang đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe hạng C sản xuất năm 2014 và giá thành thì tôi cho rằng thời điểm này, thời điểm trước Tết là khá hợp lý. Các bạn có thể thấy đây là phiên bản Corolla Tiết. Thời điểm năm 2014 thì cũng có tới 3 phiên bản, bao gồm có 2.0, 1.8. Thì trong phiên bản 1.8 thì có số tự động và số sàn. Đây là phiên bản số tự động, gần như được trang bị đầy đủ các loại phụ kiện rồi. Các bạn có thể đi xung quanh xe để có thể trải nghiệm. Các bạn có thể thấy cái màu xe này là cái màu nó gọi là màu vàng cát các bạn nhé. Đối với những ai hợp với mệnh này thì thực sự mà nói thì cái màu vàng cát này nó mang lại sự thịnh vượng rất là lớn đối với cho các bạn. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái mẫu xe này thì rất là phù hợp, nó rất là trung tính và nó rất là bền dáng, bền màu. Các bạn có thể thấy dòng xe này thì rất là bền dáng và bền màu nhé. Mâm xe này 7 chấu, nhìn khá là thể thao. Ở phiên bản 1.8 này thì cũng được đánh giá là có khả năng giữ giá rất là tốt. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, rất là giữ giá. Keo chỉ này, đừng keo chỉ, xe đã được trang bị thêm cái dán phim cách nhiệt chính hãng rồi nhá. Tay cửa này, cái bệ tỳ tay này cũng được ốp gỗ này, ốp gỗ này, ốp gỗ này. Phần trong tay cửa này mạ chrome các bạn nhé, mạ chrome. Ở phần phía bên sau này, phần phía bên sau đây, đây là hàng loạt những cái keo chỉ các bạn ạ, keo chỉ. Đó. Rồi chúng ta sẽ mở cái cốp lần sau cho các bạn nhé. Hệ thống đèn này vẫn còn rất là nguyên bản đúng không ạ? Biển số Hà Nội các bạn nhé, biển Hà Nội. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, lốp này, lốp thì còn khá là ngon các bạn nhé. Toàn bộ cái khu vực cốp sau này nó chưa có dấu hiệu bị nhăn, bị nhàu, bị rách các bạn nhé. Bị nhăn, bị dầu. Nếu trong trường hợp mà các bạn mua phải những cái chiếc xe mà bị nhăn, bị nhàu rồi thì không nên mua các bạn nhé. Đây, khu vực phía đằng sau này. Rồi chúng ta sẽ ngó vào cái không gian khoang nội thất ở khu vực phía đằng sau luôn. Ở khu vực phía sau này thì hàng ghế được ghế là trang bị ghế da các bạn nhé, ghế da và chưa có cái dấu hiệu bị rách, bị nhàu, ghế da rất là căng, chứng tỏ chủ xe này cũng đi không nhiều lắm. Này, thực tế mà nói thì đối với lại cái dòng xe tầm tiền khoảng hơn 500 triệu một chút thì cái dòng xe này cũng là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời, bởi thấy khả năng vận hành đầm chắc, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của dòng xe này thì cực kỳ tốt. Đây các bạn có thể thấy đây, ở hàng ghế thứ nhất thì được ghế được trang bị ghế chỉnh điện nhé. Cứ để đây, cứ để cái đây, hàng ghế được ghế trang bị ghế chỉnh điện này, chỉnh điện 10 hướng luôn các bạn nhé. Đấy, điều chỉnh này, điều chỉnh lên xuống ghế đây, điều chỉnh độ phồng mặt ghế này, điều chỉnh độ ngả của ghế này và điều chỉnh độ phồng của lưng ghế này. Atit mà. So với lại dòng Mazda 3 thì Mazda 3 đến tận năm 2019 thì mới được trang bị ghế chỉnh điện, tức là năm 2018, 17, 16 là 15, 14 thì đều không được trang bị ghế chỉnh điện, chỉ trang bị chỉ ghế chỉnh cơ mà thôi. Rồi hộp số thì được trang bị hộp số tự động vô cấp các bạn nhé. Hộp số tự động vô cấp, vô lăng là chưa có dấu hiệu mòn nhiều các bạn nhìn này. Đấy, đầu CD nguyên bản này. Đúng không ạ? Rồi chúng ta có chế độ chống trộm này, gương chỉnh điện này. Chúng ta sẽ xem qua cái động cơ các bạn nhé. Thời điểm năm 2014 thì đã có hộp số tự động vô cấp rồi. Đối với dòng Toyota thì option có thể ít nhưng mà các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái khả năng vận hành cũng như cái tính năng an toàn. Đây là động cơ. Động cơ được trang bị trên dòng xe này, động cơ 1.8. Động cơ 1.8 các bạn nhé. Động cơ 1.8 này. Và tôi sẽ mở cái máy này ra một chút cho các bạn nhé. Đây. Đấy, động cơ vẫn còn khá là mới đúng không ạ? Nếu mà thông thường là những cái xe mà đã đi quá nhiều rồi thì cái khu vực động cơ này nó có thể là bị thâm. Đấy, nhưng mà cái xe này thì các bạn có thể nhìn thấy vẫn còn sáng, màu kim loại. Nhìn trông rất là sáng đúng không ạ? Đấy. Động cơ thì được trang bị hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép các bạn nhé. Điều VVTi giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều so với những cái phiên bản
ở cái mẫu xe hạng C. Các bạn thân mến, thì cái mẫu xe này đã được chào bán với cái mức giá khá rẻ. Nếu như cách đây khoảng tầm vài ba tháng thì có thể bán hoặc là chào bán với mức giá lên đến 600 triệu đồng. Tuy nhiên thì thời điểm này thì chúng tôi đang bán để có thể thu hồi vốn cho các bạn. Thu hồi vốn nên các bạn có thể mua được cái mức giá nó rất là rẻ thôi, chỉ còn hơn 500 triệu, hơn 550 triệu một chút thôi là có thể sở hữu ngay dòng xe Corolla Epic sản xuất năm 2014 rồi. Và xe này thì vẫn có thể hỗ trợ trả góp lên đến khoảng tầm 60 đến 65% giá trị xe. Các bạn thân mến, thì các bạn vừa trải nghiệm với dòng xe Corolla Epic 1.8 sản xuất năm 2014. Và nếu như ai đó có nhu cầu sở hữu cái dòng xe này thì hãy vui lòng gọi điện trực tiếp cho hotline của Đường Trần Long chúng tôi, hoặc đến trực tiếp để đi thử xe. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội cũng như động lực để phục vụ của quý vị các bạn nhiều hơn nữa. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.